Rồi, hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Huga Quỳnh. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về tính toán tổng thể cái số tiền để các bạn bỏ ra, các bạn lấy cái chiếc xe Buggy này. Ok. Thì uh, hiện tại Huga còn 36 uh, bình xăng. Uh, Thì theo ước tính của Huga 36 bình xăng này nó sẽ giúp Huga đi được đâu đó khoảng tầm uh, 10 lap. 10 lap. Thì bây giờ Huga đang ở uh, 12 lap, mình sẽ thử nha. Ok. được 1 500 x2 các bạn Mình có một lần mình được 800 x2 luôn anh em 100 x2 200 x2 Mình nghĩ hình như hôm trước mình bấm Mấy cái dòng đầu nó x2 nhiều lắm Mấy dòng sau nó không x này 100 mà Nguyên cái đường đua này nó kéo dài là 1 km đó các bạn Đấy Mà cứ bấm 100 m kiểu này hoài là Không bao giờ tới trong vòng 3 đến 4 mình sao 200 m nữa À mình nghĩ là do cái hệ thống nội trông này nó mới mới ít hai lên. Nhưng mà khi nào mới được kích hoạt cái hệ thống nội trông thì mình không biết ha. Cái này giống như là một cái bonus gì các bạn. 500 m2 là được 1 km rồi. 100 m2 nè. 18 vòng đua thật sự thì với ba mươi mấy bình xăng thì các bạn bấm rất là nhanh nhưng mà mình không biết là nó có được lên đến mười giờ mười dòng như lúc nãy mình ước tính không nếu mà thật sự thì ở đây nó sẽ lên con số 22. mươi hai thêm một lát nữa mình được hai trăm cái nón hai mốt ồ có thể có thể lên được hai mươi hai dòng 22 dòng Hồi nãy 22.3 Oh, ít 3 luôn kìa Wow, cái này cái này phải đợi đợi lên mấy cái dòng thưởng này mới chơi nè Ok, mình vừa test xong cho các bạn Đó là mình lên 22.4 Có nghĩa là với 36 bình xăng mình lên được khoảng 10 dòng Thì trung bình 3,6 bình xăng Mình sẽ hoàn thành một dòng đua Hoàn thành tất cả các giai đoạn ở đây mình ước tính đó là nó là tất cả giai đoạn của nó là 400 dòng thì 400 vòng mỗi vòng mình tốn 3,6 bình. Ở đây là chỉ là cái ước tính của mình là 3,6 mình mình nghĩ là cái con số nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3,5 3,6 thì mình lấy con 3,5 đi mình làm tròn lên. Ok, để hoàn thành được để hoàn thành được 400 vòng thì mình sẽ cần đâu đó khoảng 1.400 bình xăng. Rồi, cái sự kiện diễn ra trong 30 ngày. Mình sẽ tính cho các bạn nhé. Ở đây nó có để là những cái nơi bạn có thể nhận được cái bình xăng này free là sự kiện đăng nhập hàng ngày, xăng quái, dương quốc khám phá. Ok, thì hàng ngày các bạn đăng nhập các bạn được một bình, sự kiện này đã diễn ra trong 30 ngày là các bạn sẽ có được 30 bình xăng ri. Ok, rồi cái thứ nhất, cái thứ hai, các bạn sẽ còn nhận được từ việc xăng quái mỗi ngày các bạn săn quái các bạn sẽ được một cái gương đường đua thì cái gương đường đua này nó ngẫu nhiên cho các bạn từ 1 đến 10 mà tính trung bình ở đây hai trong 30 ngày diễn ra sự kiện thì các bạn sẽ có đâu đó được khoảng 60 bình rồi tiếp theo đó là bạn nào mà có mua cái vẽ mà đường đến Vinh Hoa mà vé vàng đó, thì các bạn sẽ được thêm như 40 bình nữa cái này là mình tính bạn nào có mua vé, còn bạn nào không có mua vé thì coi như 40 bình này bỏ qua nha. Đấy là sơ sơ mình sẽ nhận được những cái bình xăng từ những cái sự kiện như vậy. Rồi, bây giờ mình mới tính tiếp cho các bạn nè. Cái này á, mỗi ngày các bạn vô đó, nó ngoài nó tặng cho bạn một bình xăng đăng nhập thì nó tặng cho bạn lượt free Một lượt free đó mình tính là một bình xăng nữa là mình sẽ có như 30 lượt free nữa mình sẽ có 30 lượt free và cũng như mình sẽ nhận được thêm 30 bình xăng thì tổng cái số bình xăng mà các bạn có thể nhận free ở đây á theo như Huga ước tính là khoảng 160 bình ở đây á là nó bắt các bạn hoàn thành 400 lap nó mới cho các bạn nhận phờ, nhận cái con xe này thì hồi nãy mình có ước tính là khoảng 3,5 bình xăng thì các bạn hoàn thành một lap vậy trung bình á là mình nhận được 160 bình xăng free. Vậy để nhận câu xe này ít nhất các bạn phải mua thêm 1240 bình xăng nữa. Rồi, mình làm sao để mua 1240 bình xăng này rẻ nhất có thể nha. Ok. Mình thấy mỗi ngày các bạn mua 15 bình với giá 199 thì các bạn sẽ có được khoảng 450 bình. Với cái số là 199 này là khoảng 50k Việt Nam đồng á mình sẽ nhân cho 30 ngày là các bạn sẽ chi đâu đó khoảng tầm 1,5 triệu. 30 bình ở đây là với giá 199 mà 30 bình này là cách một ngày nó mới có một lần chứ nó không có mỗi ngày. Có nghĩa là các bạn sẽ có được đâu khoảng 450 bình xăng. Mình lấy 30 mình nhân 15 tại vì sự kiện diễn ra trong 30 ngày thì các bạn sẽ có 15 lần mua. Rồi mỗi lần các bạn tốn 50k rồi sau khi các bạn mua qua 21 như Huga nói thì các bạn mới đâu đó chỉ có 900 bình xăng thôi Thì để hoàn thành cái dòng này các bạn cần 1240 bình xăng từ cái cái việc các bạn mua Vì vậy các bạn sẽ cần mua thêm hai gói 299 Mỗi gói này thì tương đương với khoảng 750.000 Việt Nam đồng Thì hai gói này tương đương với 1,5 triệu Việt Nam đồng Rồi tổng tất cả các cái gói mà các bạn mua lúc nãy khi mà mình tính các gói rẻ nhất cho các bạn thì nó sẽ là 1,5 triệu đồng cộng với lại 750 ngàn đến từ cái bình xăng mà trên chợ và hai gói 2999 này tương đương với khoảng 1,5 triệu đồng nữa thì tổng số tiền các bạn bỏ ra để các bạn được cái chiếc Pagani này ít nhất là phải 3 triệu 750 ngàn đồng nếu các bạn thấy đáng thì các bạn có thể đầu tư để uh, hoàn thành sự kiện này nhé. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.